làm được khi chuyển, nếu không bấm xi nhan thì thật là nguy hiểm, phía sau dễ đập vào ta, trông gương chiếu hậu an toàn ta mới qua đường, vội vàng chi bạn hỡi. Từ nhà ra ngõ nhớ trông phía sau trên đường, rồi thì ga nhỏ chớ nên phóng ra ngoài nhanh, bao nhiêu tai nạn do người ta vốn lơ là, vào ra chẳng an toàn. Ai ơi khi đã say sưa thì ta hãy ngủ, đừng nên lái ra đường.